Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tết hoa màu gà của người Cống ở Điện Biên. Yên Bái mỗi năm đón 500.000 du khách tại huyện Văn Yên. Lào Cai tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Bắc Cạn thiếu giáo viên tiếng Anh cho bậc tiểu học. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 11 âm lịch hàng năm, khi mùa màng đã được thu hoạch xong, người dân tộc Cống ở bản Bủi Boi, xã Tha Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên lại quây quần cùng nhau vui trong lễ Tết Hoa Màu Gà. Đây là nghi lễ Tết cổ truyền đặc trưng nhất của người Cống đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo quan niệm của người Cống, hoa màu gà là biểu tượng của sự may mắn, tốt đẹp. Hoa màu gà được dùng để trang trí và được dùng để làm lễ vật trong nghi thức cúng. Người chủ trì lễ cúng là già làng, người có uy tín và được bà con trong bản kính trọng và cũng chính là thầy cúng trong phần lễ. Mình mong muốn là cho dân khỏe mạnh này, cho lúa ruộng lúa nương thì cho nó tốt này. Ngày Tết năm nay, bản Hủy Moi được chính quyền xã Pa Thơm đứng ra tổ chức điểm. Ngày Tết được diễn ra trong 2 ngày từ mùng 3 đến mùng 4 tháng 12. Tết hoa màu gà là nghi lễ lớn, độc đáo nhất và được xem là Tết cổ truyền trong năm của người Cống ở Hủy Moi. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng ngày Tết ai ai cũng vô cùng phấn khởi. Năm nay được xã tổ chức ngày Tết hoa màu gà cho bà con nên chúng tôi rất phấn khởi và háo hức. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn do đói nghèo, nhưng cứ đến ngày Tết, mọi người phải quây quần và vui chơi để có động lực cho một năm mới thêm may mắn và công việc nương rẫy thêm thuận lợi. Hủy Moi là một trong những bản khó khăn nhất của xã Pa Thơm. Bản có 32 hộ dân sinh sống, 100% là người dân tộc Cống, trong đó có đến 29 hộ nghèo. Hiện nay, Hủy Moi vẫn chưa có điện, chưa có nước sinh hoạt. Người dân phải sử dụng nguồn nước từ các khe suối. Bản sống trên địa hình đất dốc lại cằn cỗi nên khó để trồng trọt, chăn nuôi. Mặt khác do giao thông đi lại khó khăn, xa trung tâm xã nên cuộc sống của bà con chủ yếu là tự cung tự cấp. Những năm gần đây cũng được Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ luôn luôn quan tâm về đề án dân tộc Cống mà cũng đã được đầu tư. Về phong tục tập quán thì hàng năm chúng tôi cũng là cấp ủy chính quyền cũng thường xuyên là chỉ đạo chuyên môn để làm sao để dân tộc đấy, lưu truyền, lưu giữ cái nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Hiện cộng đồng người Cống ở Pa Thơm có 110 hộ, chiếm hơn 30% dân số trong xã, sống tập trung ở hai bản Hủy Moi và Cúng Bon. Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã phê duyệt đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc Cống. Nhờ đó, nhiều chương trình, dự án đầu tư về công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa đã và đang được triển khai nhằm giúp đồng bào dân tộc Cống phát triển. Tín ngưỡng thờ mẫu là hiện tượng phổ biến và có nguồn gốc từ lâu đời ở Việt Nam. Khởi nguồn từ sự biết ơn người mẹ trong nhận thức thuở hoang sơ của con người, tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam được hình thành và phát triển từ hình thức thờ nữ thần và mẫu thần bản địa để đạt đến đỉnh cao là thờ mẫu tam phủ, tứ phủ. Vừa qua, một cuộc giao lưu tìm hiểu về văn hóa chầu văn đã được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ. Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa chầu văn Hùng Thiêng Đất Tổ thực hiện tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ ở Đền Tam Giang, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì. Tham gia giao lưu gồm có các nghệ nhân Thanh Đồng, Thủ Nhang đến từ các tỉnh thành Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa và Phú Thọ. Tôi đến với lại đền với thờ mẫu và với các đền Tam Phủ, với các Tứ Phủ, với từ... là chúng tôi đến đây rất là vinh dự và cũng rất là cảm thấy mình là tự hào để truyền cái tâm thiện. Chầu văn là nghi lễ đặc trưng trong hình thức tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt. Tín ngưỡng hình thành và phát triển trên nền tảng tín ngưỡng thờ nữ thần. Nghi lễ có tất cả 36 vở diễn sướng, tục gọi là 36 giá đồng, mỗi giá nói về huyền tích của một vị thánh. Thông qua nghi lễ, con người gửi gắm biểu đạt những mong muốn, khát vọng của mình. Với những giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, năm 2016, tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ như một nền tảng sống, lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt. Trung tâm nghiên cứu nghệ thuật Đông Nam Á được thành lập từ năm 2015 và đến nay thì trung tâm đã tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa diễn xướng chầu văn cũng như liên hoan hát văn hát chầu văn thì đến đây đã được 13 lần tổ chức và với mục đích là bảo tồn giá trị văn hóa di sản phi vật thể của nhân loại thì thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ người Việt đã được UNESCO công nhận. Tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ có giá trị đặc sắc bởi di sản gắn liền với đời sống tinh thần và các phong tục tập quán văn hóa của người dân, được cộng đồng trân trọng và lưu truyền từ ngàn đời nay. Thờ cúng Thánh Mẫu, biểu tượng người mẹ tối linh, góp phần đề cao giá trị, vai trò của người phụ nữ trong đời sống gia đình và xã hội Việt Nam. Khai thác thế mạnh từ truyền thống văn hóa đặc sắc và những sản vật địa phương để phát triển các dịch vụ du lịch. Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đón hơn 5.000 lượt khách du lịch, doanh thu đạt trên 300 tỷ đồng. Với nhiều di tích lịch sử, du lịch tâm linh, trong những năm gần đây, huyện Văn Yên đã dành nguồn ngân sách gần 120 tỷ đồng để trùng tu tôn tạo nâng cấp các di tích. Nhờ đó, chất lượng các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch đã dần được cải thiện và ngày càng nâng cao về chất lượng. Toàn huyện đã có thêm 10 di tích được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, nâng tổng số di tích được xếp hạng lên 24, trong đó 2 di tích cấp quốc gia, 22 di tích cấp tỉnh. Những năm gần đây, huyện có định hướng và hỗ trợ một số địa phương phát triển du lịch cộng đồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao như Bản Tát, xã Nà Hậu, thôn Cầu Có, xã Đông Quương, Làng Ngõa, xã Phong Dụ Thượng. Đặc biệt, huyện rất chú trọng để công tác tổ chức lễ hội đi vào nề nếp, góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp và các giá trị văn hóa dân tộc. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều chương trình đa dạng nhằm chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi của tỉnh. Đây cũng là một yếu tố quan trọng về khẳng định phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai đã đem lại hiệu quả rõ rệt với người dân. Cụ thể, công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đã thường xuyên được quan tâm. 100% người cao tuổi được hưởng chế độ chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi thuộc hộ nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm đảm bảo theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, có trên 11.000 người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi, quản lý và khám sức khỏe định kỳ. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện trợ cấp xã hội cho trên 24.500 lượt người cao tuổi và đảm bảo cho người cao tuổi không nơi nương tựa, được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Trong 3 năm qua, đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho trên 18.000 lượt người cao tuổi. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh cũng được chú trọng quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có 172 câu lạc bộ văn nghệ thể thao với nhiều loại hình như thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ, cầu lông, bóng chuyền, văn nghệ và thơ ca dành cho người cao tuổi, thu hút 7.960 người cao tuổi tham gia. Hiện nay, tỉnh Bắc Cạn đang đẩy mạnh đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu vào việc dạy học môn tiếng Anh. Tuy nhiên, số lượng giáo viên dạy bộ môn này ở các cấp học đang thiếu, nhất là ở bậc tiểu học. Đây là một trở ngại khiến cho mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường học trên địa bàn tỉnh khó đạt được kết quả như mong muốn. Theo đề án ngoại ngữ quốc gia, bắt đầu từ năm 2020, tiếng Anh sẽ trở thành môn học bắt buộc. Bởi vậy, đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh đảm bảo về số lượng và chất lượng là mối quan tâm hàng đầu của trường tiểu học Dương Quang, thành phố Bắc Cạn hiện nay. Tuy nhiên, theo nhà trường, việc thiếu biên chế giáo viên dạy tiếng Anh tại đơn vị đã và đang nảy sinh nhiều khó khăn, bất cập. Đối với giáo viên tiếng Anh, thì nhà trường có một biên chế. Tuy nhiên, đồng chí giáo viên tiếng Anh này phải đi tăng cường dạy thêm một số tiết ở trường tiểu học khác ở trên địa bàn thành phố. Nếu như cô giáo đó chỉ dạy ở một trường thôi thì sẽ thuận lợi hơn cho bản thân giáo viên cũng như là đơn vị. Thực hiện quyết định số 2080 ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia năm 2020, thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Bắc Cạn đã từng bước tuyển dụng giáo viên tiếng Anh đảm bảo đáp ứng việc triển khai thực hiện dạy và học ngoại ngữ. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các trường tiểu học trong tỉnh vẫn thiếu ít nhất từ 1 đến 1,5 giáo viên dạy tiếng Anh. Nguyên nhân là do nguồn tuyển hạn chế, điều kiện về trình độ, bằng cấp không đáp ứng hay cơ chế chính sách đãi ngộ chưa tương xứng.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên tiếng Anh tiểu học bắt buộc phải đảm bảo hai tiêu chí là tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên và có thêm ngoại ngữ thứ hai. Song rất ít ứng viên có thể đáp ứng được các yêu cầu này. Bên cạnh đó, việc không có định biên dành cho giáo viên tiếng Anh cũng như việc phải thường xuyên dạy vượt số tiết so với quy định đã khiến cho nhiều nhà giáo không mặn mà với bộ môn này. Hiện nay thì không phải riêng trường tiểu Sông Cầu mà các giáo viên dạy tiếng Anh trên địa bàn thành phố thì đều đang dạy vượt số tiết so với quy định của một giáo viên tiểu học là 23 tiết trên tuần. Và trung bình các cô giáo dạy tiếng Anh bây giờ đang dạy từ 24 tiết đến 26 tiết trên tuần và dạy thường thường là dạy liên trường từ 1 đến 2 trường và có cô giáo đến 3 trường. Ngoài những lý do kể trên, việc phải tăng cường dạy thêm ở các trường khác cũng khiến cho giáo viên dạy tiếng Anh phải đi lại nhiều, đồng thời tăng thêm chi phí và gây thêm áp lực cho họ. Không riêng tại tỉnh Bắc Cạn, tình trạng thiếu giáo viên dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học cũng đang là trở ngại đối với các trường học trên toàn quốc. Hiện cả nước vẫn còn thiếu khoảng hơn 5.600 giáo viên tiếng Anh ở cấp tiểu học. Do đó, để khắc phục tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo các trường học tiến hành đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng giáo viên tiếng Anh, đồng thời đề nghị các địa phương tính toán cụ thể nhu cầu số lượng giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học ở từng trường, ưu tiên biên chế hết được giao để tuyển dụng theo lộ trình. Tìm hướng đi mới cho phát triển các sản phẩm nông lâm nghiệp đang là công việc được quan tâm tại các địa phương. Tại tỉnh Lào Cai, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với huyện Bát Sát đánh giá mô hình trồng mới cây dược liệu gắn với sơ chế. Dự án được thực hiện trên diện tích 10 hecta với 60 hộ dân tham gia. Phần diện tích này chủ yếu là đất nương đồi, ít mang lại hiệu quả kinh tế. Các hộ tham gia mô hình được thành lập tổ, nhóm nông dân liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu, cam kết thực hiện đảm bảo quy trình kỹ thuật và yêu cầu của mô hình. Dự án hỗ trợ 100% các loại vật tư gồm giống xuyên khung, đường quy, phân bón, máy rửa, máy sấy nông sản và tập huấn kỹ thuật. Phần đối ứng của các hộ dân là phân chuồng, công lao động và áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất chất lượng. Qua đánh giá, năng suất đường quy đạt trên 10 tấn củ tươi mỗi hecta, xuyên khung đạt trên 20 tấn củ tươi mỗi hecta. Hệ thống sơ chế dược liệu đạt trên 20 tấn nguyên liệu mỗi năm. Từ việc sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới gắn với sơ chế tại chỗ đã giúp tăng thu nhập của người sản xuất dược liệu từ 15 đến 20% so với dược liệu sản xuất ngoài mô hình tại địa phương. Thông qua thực hiện dự án đã giúp nâng cao kiến thức sản xuất dược liệu cho nông dân, làm thay đổi nhận thức và nâng cao trình độ trong sản xuất, tăng năng suất, chất lượng dược liệu, giúp bà con tăng thu nhập. Là một nông dân gắn bó với đồng ruộng, chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu luôn chăn trở tìm cách để làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Nhận thấy nhiều loại cây ăn quả đặc sản của Hưng Yên phù hợp với thổ nhưỡng nơi gia đình chị sản xuất, chị đã mạnh dạn đầu tư, lựa chọn trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa. Hiện nay gia đình chị Hiền đang trồng 3 mẫu cây ăn quả, gồm các loại cây như bưởi, nhãn, táo, Đài Loan. Chia sẻ cách làm vườn, chị Hiền cho biết quan trọng nhất là khâu chăm bón phòng trừ sâu bệnh cho cây, giống cây tốt, hợp chất đất, nhưng nếu không cân đối dinh dưỡng, kịp thời trừ bệnh hại, chất lượng quả sẽ không ngon. Chị ưu tiên sử dụng các loại phân hữu cơ kết hợp với các loại chế phẩm sinh học vừa bảo vệ cây vừa bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, vườn cây ăn quả của gia đình chị luôn được khách hàng đặt mua. Trung bình mỗi năm gia đình chị xuất bán 10.000 quả bưởi, 8 tấn nhãn, 1,5 tấn táo, trừ chi phí cho thu lãi khoảng trên 300 triệu đồng mỗi năm. Trong những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm tăng cao. Do đó, việc thực hiện quyết liệt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm được cơ quan chăn nuôi và thú y tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan, tỉnh Tuyên Quang đã phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2019. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng các địa phương triển khai huy động nhân dân tham gia công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn diện theo chuỗi khép kín từ các trang trại, hộ chăn nuôi gia súc gia cầm đến các cơ sở kinh doanh, điểm giết mổ, chợ và nơi công cộng. Đặc biệt trong tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng lần này, người dân đã chủ động hơn trong việc vệ sinh chuồng trại, tích cực phối hợp với cán bộ thú y thực hiện phun thuốc hiệu quả. Tôi cũng đã chủ động thực hiện các phương pháp an toàn sinh học như là phòng bệnh từ xa, như là phun thuốc sát trùng. Khu trang trại chăn nuôi phải cách ly khu
nhà ở và phun thuốc sát trùng đều đặn thường xuyên, cứ 2 ngày một lần. Trong thời gian này, các ngành chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là các hộ chăn nuôi, khuyến cáo hướng dẫn về quy trình vệ sinh tiêu độc khử trùng, kết hợp với việc giám sát chặt chẽ về quy trình chăn nuôi, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Đồng thời vận động các hộ chăn nuôi chủ động mua thuốc sát trùng phun chuồng trại, rắc vôi bột ở quanh chuồng nuôi. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, đến thời điểm hiện tại, Tuyên Quang không có dịch bệnh phát sinh, đảm bảo an toàn cho gia súc gia cầm. Trong những tháng cuối năm, tình hình mua bán, vận chuyển cũng như nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ gia súc gia cầm của người dân tăng cao. Đây cũng là nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Các ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhằm hạn chế và ngăn chặn sự phát sinh, bùng phát và lây lan dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và phát triển của ngành chăn nuôi của tỉnh. Vừa qua, tổ chức Phó Bao Việt đã thực hiện một chuyến cứu hộ một cá thể gấu ngựa từ một vùng nuôi nhốt đưa về chăm sóc tại cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Cá thể gấu ngựa này được nuôi gần 30 năm với trọng lượng hơn 90kg tại một hộ gia đình ở thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ khi còn nhỏ, chỉ nặng khoảng 4kg. Cá thể gấu này được nhốt trong chuồng chật hẹp ở ngoài trời và trong tình trạng dinh dưỡng không cân bằng, sức khỏe không được đảm bảo. Sau khi được cán bộ hạt kiểm lâm huyện Mộc Châu, Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới và Tổ chức Giáo dục Thiên nhiên tuyên truyền vận động, hộ gia đình này đã tự nguyện bàn giao cá thể gấu cho cơ quan chức năng. Theo kế hoạch, các bác sĩ thú y sẽ tiến hành gây mê và kiểm tra sức khỏe cho gấu ngay tại chỗ. Khi gấu được đưa về cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình sẽ được chăm sóc thú y đặc biệt và được cho ăn với khẩu phần phù hợp trước khi được chuyển lên nhà gấu với khu bán hoang dã để phục hồi bản năng tự nhiên của loài gấu. Những vụ tai nạn giao thông đều để lại những nỗi đau, những giọt nước mắt, những ám ảnh kinh hoàng say dứt khôn nguôi. Hậu quả do tai nạn giao thông để lại không chỉ gây thương tật suốt đời mà còn mang lại nỗi đau xót xa, mất mát, không gì bù đắp được cho người ở lại. Gian nhà nhỏ của bố con anh Ngô Văn Toàn, thôn Bản Lễ, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, nằm tận cùng trong xóm. Dù đã cố kìm nén nước mắt, nhưng khi nhắc lại gia cảnh của mình, anh Toàn vẫn không khỏi thảng thốt, nghẹn ngào khi kể về ngày mà anh nhận được hung tin. Ngày 14 tháng 11 năm 2019, chị Nguyễn Thị Sâm, vợ anh điều khiển xe máy điện đi làm khi lên tới đường nối hai cao tốc thuộc địa bàn thôn Cộng Vũ, xã Vũ Xá thì gặp nạn và tử vong tại chỗ. Hôm đó cũng là buổi làm đầu tiên của chị Sâm tại công ty. Nhận được cái thế thì em cũng quá là một bất ngờ. Bây giờ việc nhà em nó mất rồi, thì tất cả thì mình ba đứa con thì giờ nó cũng quá là tương đối nó vất vả. Công việc của em thì nó cũng không ổn định. Mẹ cháu là cái điểm tựa của gia đình. Các cháu bây giờ về nên nó mất một cái điểm tựa nên các cháu về nó buồn. Lúc các cháu nhớ mẹ cũng khóc, nhưng mà bây giờ việc nó xảy ra rồi thì không biết làm thế nào. Đã hơn 10 ngày kể từ ngày vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của người con dâu là chị Lê Thị Hoàn, vợ chồng bà Bùi Thị Nội ở thôn Tân An, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử, vẫn chưa nguôi khi nhắc đến ngày định mệnh đó. Buổi chiều ngày 22 tháng 11, gia đình bà có khách, vợ chồng chị Hoàn chở nhau lên thành phố Hưng Yên để mua thực phẩm. Trên đường đi về thì bị tai nạn giao thông ở huyện Tiên Lữ khiến chị Hoàn tử vong tại bệnh viện. Chị Hoàn mất đi, để lại hai đứa con vẫn đang tuổi cắp sách tới trường. Mình đau khổ lắm, không như thế là cầm được nước mắt. Hai cháu nó cứ khóc sáng nào tối như thế. Ăn cơm xong mấy bà cháu ngủ giường, đứa ngủ với bố cũng khóc. Xong bố động viên thôi, giờ bố sẽ chăm hai con nữa. Đấy, bố còn động viên nhau, xong bắt đầu thì ôm nhau khóc. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, 11 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 141 vụ tai nạn giao thông, làm chết 107 người, bị thương 101 người. So với cùng kỳ năm 2018, tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương. Tình trạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực giao thông còn xảy ra nhiều. Số người tử vong, số người bị thương và thiệt hại tài sản do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao. Để giảm bớt tai nạn giao thông, để không còn nữa các nỗi đau do tai nạn giao thông để lại, cần hơn nữa sự chung tay vào cuộc
của các ngành, các cấp và người tham gia giao thông trong việc thực hiện các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa hạn chế thấp nhất vi phạm và tai nạn giao thông xảy ra. Mỗi người tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật để tự bảo vệ mình và đảm bảo an toàn cho người khác, cùng chung tay để giữ gìn môi trường giao thông an toàn cho cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, tại đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.